người đến với Mana Yoga Center. Và hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn một cái máy mới để với mục đích là có thể làm các loại nước ép trái cây. Và cái thời gian hiện tại thì do cái sự ảnh hưởng của virus corona, do vậy mà chúng ta phải ở trong nhà và luyện tập trong nhà. Và khi mà chúng ta đi ra ngoài á, mà chúng ta mua các loại trái cây á, thì đôi khi chúng ta cũng không biết là cách nào để có thể sử dụng cái loại trái cây đó nó có hiệu quả tốt nhất cho cơ thể của mình. Do đó sắp tới thì trung tâm cũng như là các thầy sẽ có kế hoạch là sẽ tạo ra một số các loại nước ép từ trái cây và rau củ quả tốt cho sức khỏe, và sẽ có mục đích sử dụng rõ ràng cho từng bộ phận trên cơ thể của mình. Và như mọi người cũng đã biết thì rau củ và trái cây là những loại thực phẩm cực kỳ tốt cho cái sức khỏe của mình ạ. Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta lại không nắm rõ được là các loại trái cây và rau củ đó nó có những loại chất dinh dưỡng nào và tốt cho bộ phận nào trong cơ thể của mình ạ. Dạ, và thầy cũng xin giới thiệu một cái nhân vật khá là nổi tiếng ở Việt Nam, đó là tiến sĩ Nguyễn Thùy Trinh, là một tiến sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về sức khỏe cũng như là cách thực hiện và nghiên cứu ra các loại công thức để chúng ta chế biến các món nước ép từ trái cây và rau củ quả với cái câu slogan là xanh vào sức khỏe tốt ạ. Và cái việc mà sử dụng trái cây hay là rau quả thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng có rất là nhiều người chú trọng trong cái việc sử dụng, nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết rõ là chúng ta nên sử dụng như thế nào và công dụng của các loại trái cây là như thế nào. Do vậy thì sắp tới trung tâm cũng như là các thầy sẽ theo những cái chương trình cũng như là những cái công thức của tiến sĩ Nguyễn Thùy Trinh, là người đã có nhiều năm kinh nghiệm về sức khỏe, đã tạo ra nhiều những công thức để tốt cho sức khỏe và cơ thể của mình Thì mọi người cũng có thể thấy một cái ví dụ rất là điển hình ở đây ạ, là sau khi chúng ta thực hiện ép một vài quả cà chua thì mọi người thấy là hai phần riêng biệt, là một phần là chúng ta có phần nước ép và một phần là phần bã. Thì mọi người có thể thấy trong phần bã có rất là nhiều các hạt cà chua, mà nếu như chúng ta không sử dụng máy ép hoặc là không biết cách sử dụng những quả cà chua này thì những cái phần ví dụ như là cái phần hạt á, nó sẽ tác động không tốt lên dạ dày cũng như là có thể làm cho mình có ảnh hưởng về thận cũng như là các vấn đề về tiêu hóa. Và bên cạnh đó thì bên cái ly nước ép của mình á, cái máy của chúng ta thì khá là hiện đại, cho đó mà cái phần nước ép á, nó đã lọc ra được hết các phần tinh luyện, các phần vitamin cũng như là chất ở trong trái cà chua ra. Và cái mọi người cũng có thể thấy thì nước ép cà chua này thì nó rất là tốt cho máu của mình ạ. Và cuối cùng thì thầy xin nhắc lại là sắp tới cái chương trình của trung tâm là bên cạnh việc thực hiện giảng dạy online để chúng ta duy trì cái sức mạnh cho cơ thể của mình tại nhà, thì trung tâm sẽ có chương trình là làm ra các loại nước ép rất là tốt cho sức khỏe. Và quý học viên chỉ cần order thôi ạ, và trung tâm cũng như là các thầy sẽ ship cái nước này đến tận nhà chúng ta để chúng ta có thể bên cạnh việc tập luyện thì duy trì sức khỏe bằng việc cung cấp các vitamin và cái chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể từ rau củ và các loại trái cây ạ. Và bên cạnh cái việc mà chúng ta sử dụng nước trái cây này thì thầy cũng xin gửi một cái lời khuyên nhỏ đến với mọi người là thời gian sắp tới thì chúng ta hạn chế ăn các loại thực phẩm, thức ăn nhanh như là gà rán hay là các loại thực phẩm có nhiều dầu mỡ, các loại động vật ạ, mà hãy tăng cường cho cơ thể của mình nhiều hơn các loại rau xanh và trái cây ạ. Dạ, và ví dụ như là trong cái ngày sinh nhật của chúng ta thì thường chúng ta ăn bánh sinh nhật á, trong bánh của chúng ta nó không chỉ là giống như chúng ta nhìn thấy mà trong đó nó có nhiều các loại hóa chất cũng như là những thực phẩm mà không tốt cho sức khỏe. Thay vào đó thì chúng ta có thể thực hiện làm những cái bánh sinh nhật bằng rau củ, bằng trái cây ạ. And one more thing, what is this benefit? You people bring in the market fruits. Và các loại trái cây hay là rau củ mình mua từ chợ về thì hầu hết nó đều có các cái loại gọi là chất hóa học ở trong trái cây ạ. Do đó mà việc mình ăn trực tiếp hoặc ăn nguyên cả phần trái của thực phẩm thì nhiều khi nó sẽ không tốt cho sức khỏe, mà thay vào đó chúng ta có thể sử dụng các cái chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm đó bằng nước ép của chúng ạ. Very healthy. Yeah.
Và cuối cùng ạ, hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ cũng như là có cái sự quan tâm nhiệt tình đối với cái chương trình sắp tới của trung tâm ạ. Tất cả các thầy cũng như là nhân viên và chủ trung tâm sẽ cố gắng hết mình để tạo ra những cái thực phẩm tươi xanh và tốt cho sức khỏe mọi người ạ. Và trong thời gian sắp tới thì chúng ta hạn chế ra đường, cho nên mọi người chỉ cần order và trung tâm cũng như các thầy sẽ ship đến tận nhà cho mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip ngày hôm nay ạ. Namaste. Namaste.